Ai kêu dài vậy? Có ăn trộm, có thích khách, bắt lấy nó. Nè nè, trời ơi, nắng rồi riết. Có 7 bệnh nhân, không ai bình thường hết trơn. Kìa, chúng ta nhìn thấy xa xa chưa? Ông đồ, ông đồ. Wow, wow. Xin chào ông thầy đồ ạ. Cứ mỗi năm qua đào nở lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Wow. Ông đồ, ông đồ đồ lại cũng bị mờ nữa ông đồ ơi. Có phải là tượng hay không? Sao không nói gì hết? Ông cười kìa. Ý, ông đồ này cái tập gym. Hãy đọc những nét chữ rồng bay phượng múa của ông đồ. Đây này, ta đọc mới được. Trời ơi, đồ sao xấu vậy? Hai ngày một đêm tự do tự lo. Wow, wow. Thôi chúng ta bắt đầu chương trình nào. Dạ. Cảm ơn ông. Phụ ta một bên, cầm ở đây thôi. Hai ba thả. Ê, khoan Giang. Anh Giang đứng đọc thôi, để em ấy. Một hai ba. Thử thách. Sao khoái quỳ đó? Thử thách nét chữ nét người. Mỗi đội sẽ cử ra một thành viên sẽ nhận miêu tả từ khóa bằng cách vẽ ra giấy. Yêu cầu không được nói, không được dùng số, chữ để miêu tả, chỉ được vẽ. Người diễn tả và người đoán sẽ bị ngăn cách bằng tấm màn che. Ô, xin lỗi ông đồ. Bình tâm. Chưa. Còn hết mũi chân quá trời. Ai biểu chọn á? Tấm màn che em chưa? Hai thành viên còn lại sẽ kiệu một người và đoán từ khóa. Trong vòng 3 phút, đội nào có nhiều đáp án chính xác sẽ nhận được gợi ý quan trọng. Các đội tự quyết định hình thức để xem đội nào chọn chơi trước hay chơi sau. Đọc lại lần nữa anh, em chưa nghe rõ lắm. Ok. Tạm biệt ông đồ. Tạm biệt ông đồ. Chúng tôi đi đây. Bye bye ông. Tạm biệt đồ huynh. Rảnh luyện chữ ngày xưa làm gì có bye bye. Bye bye. U là trời, nắm tay nhau trên đường. Đừng có tung tăng quá quỷ quỷ đó. Trời ơi, ơi. Trời ơi. Chúng ta sẽ có hai cây bút, một cây to và một cây nhỏ. Bây giờ mình chơi một cái game nhỏ đi. Đúng rồi. Game gì anh? Game này là chúng ta vừa gọi là chọn lựa chơi trước chơi sau và chọn lựa cây bút luôn. Chơi đàn ông không? Đàn ông hả? Giật tóc mai. Hả? Anh ơi, cái đó là xỉu, gọi là bị liệm đi rồi mới giật tóc mai cái trò chơi này. Đúng. Nếu tóc mai ở đây thì chúng tôi xin được cử ai? Hai tiểu thư ra đấu với nhau được không ạ? Đúng rồi, tôi nghĩ là hai tiểu thư bát dài nè. Đó. Không phải tóc mai này là tóc dài rồi. Tóc mai là phải cử anh Giang. Chúng tôi xin cử Lê Dương Bảo Lâm. Anh ơi, em bị rụng tóc mới còn mấy cặn thôi. Bên kia ai dám? Hiểu thứ hai à? Mình mà thắng là mình được chọn cái bút luôn. Ở đây không có tóc mai, cắt ngắn lắm rồi. Tôi kiến nghị Ngô Kiến Huy. Đây rồi. Sao lúc nào đau đớn hoặc là anh Tuấn cũng kêu tôi vậy? Không có tóc mai. Có. Đừng có ác vậy nha, mình à. Thắng nha. Trời, cởi nón ra. Hai người vượt qua vượt lại, ai á trước thua. Trời ơi. Quá trời. Quá trời. Ba đã. Ba đã, giúp ta một tán đầu vậy. Gỡ xuống. Gỡ đã nó đi. Gỡ quá trời gỡ vậy. Gỡ quá à. Ba đi. Cho nó túm lợi giùm em đi. Trời ơi. Để làm tóc lại cho. Ồ, cái đầu của tôi. Lê Minh Hồ đó. Đó, rồi lên. Quá đẹp rồi. Bây giờ quán sushi ai thắng thì giật trước. Hiểu không? Sẽ giật từng lượt, người nào á trước thua. Vậy anh ơi, cho em hỏi là hết tóc cái bát là mình vào mình tiến dần lên trên hay sao? Không,
em quản tụi chị thắng đi, giật một cái một kết thúc cuộc chơi luôn. Ok là Á đúng không? Á nha. Sâu xì. Sâu xì. Omomatic Combo xoay bay vết bẩn lưu hương bền lâu. Thử giọng thôi. Ok. Làm ơi. Rồi rồi. Dạ hồ sinh ra thứ bao nhiêu tập rồi. Không nói nhiều này, chơi em chơi hơn thua lắm. Để đi. Đúng rồi Long ơi. Đúng rồi Long ơi. Bớt cái gì á, nắm cái đầu luôn rồi. Trời ơi, giật cái đầu chứ nắm tóc mai gì. Anh ơi, em làm anh một mà. Một tay à, một tay à. Cắn răng ngâm cho anh. Miếm cái môi lợi. Giật một phát thôi, cái gì nhói 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 vậy? À, thua rồi, thua rồi. Thua, ba tổ chức nó thua. Thua rồi. Tại vì đã sáng nhắn một lần rồi. Đàn ông con trai hỏi chúng ta. Dạ, thật là chơi với con quá vậy. Rồi, chúng ta sẽ chọn cái bóng đi. Thua rồi. Rồi, rồi Lam quyết định là Lam muốn mình chơi trước hay là đợi người ta chơi trước? Đợi người ta chơi trước. Rồi. Hết rồi anh ơi. Rồi bây giờ Hiếu đừng mà thôi. Hãy cẩn thận, đó là vợ của tôi. Đó là vợ của tôi. Không cần phải nhắc dữ vậy anh, ai cũng biết mà. Lý Sơn sợ vợ quá thì mời vợ về nha. Trời mà cứ giữ vợ hoài. Xin hãy cẩn thận. Rồi, Hiếu đỡ. Thấy không? Em ơi đừng đụng vô cái màn, em ơi. Thấy không? Đúng rồi. Dạ. Ủa kiệu mà sao tình đứng lên lưng. Kiệu là vậy nè, Lam. Mẫu đưa bịch, 2, 3. Này, nhìn nè, thấy chưa? Thấy không? Kiệu, cũng phải có kiệu dis, kiệu dash chứ. Ừ. Đúng không? Ý là bây giờ thử coi, nghĩ là lên vai em là hợp lý nhất nè. Cố gắng đừng để tầm sao không có anh. Đúng rồi. Ổn định không Hiếu? Ổn, bình thường lắm. Nhẹ lắm, nhẹ hiệu à. Nhẹ hiệu phải không? Sẵn sàng chưa Bảo ạ? Ủa sao rớt nằm rồi? 3 phút. Ủa sao rớt nằm rồi? Ủa anh rớt nằm. Thời gian 3 phút. Rồi. Thời gian 3 phút. Bắt đầu. À. Một tay. Một tay. Sao? Sao mình kẹp vô nách như vậy? Để đâu rồi? Ủa sao được? Rộng quá. Anh phải gồng vậy chứ ăn cho nó dễ vậy. Xong. Rồi. Cái dép quá anh đâu. Hình như là vậy rồi. Vàng thông minh quá. Sao biết hay vậy? Rồi quyết đề không vậy? Nè. Cái gì? Người hả? Người. Người. Ây da. Anh vẽ ai cho anh vẽ? Anh vẽ vậy nè. Tấn ơi, có quyền qua nha. Tấn nha, có quyền qua nha. Qua. Khó lắm. Qua. Khó quá. Khó, phải giỡn đâu. Khó dữ vậy trời. Nè, nhìn đi. Anh vẽ trừu tượng quá à, Tuấn ơi. Tuấn ơi, mình không được nói chuyện với Tuấn. Đâu hả? Châu, bò. Không. Châu ơi, ta bảo châu này. Con châu là đầu cơ nghiệp. Yeah. Quá giỏi. Đúng hả? Chưa chính xác, chưa tiếp đây, tiếp tục. Ủa? Chưa chính xác, tiếp tục. Qua, qua. Cát, qua, nét, nét. Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Ừ. Cái bông hoa hả? Ừ. Gì rồi đó vậy? Cái gì vậy? Ừ. Cái gì rồi đó vậy? Trái vậy? Ngã bình bông. Bông. Ừ. Hoa treo đầu xuống, hoa treo đầu xuống. Ừ. Ừ. Trời ơi, không được diễn tả nha. Không được diễn tả nghe, vậy thôi. Mỏi tay quá. Đổi người được. Đổi người nha. Đổi người xuống. Qua không? Qua. Rồi, đổi người. Kỹ quá vậy. Quá, giờ luôn. Anh thi mỹ thuật hả?
Ê, đẹp vậy. Con nai, con hưu gì đó. Chờ cái bánh đèm à. Ê, ê, hưu chạy đường dài, hưu chạy đường dài. Yeah, yeah, hay quá. Trời ơi, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tụi tôi vừa ngủ vừa chơi cũng thắng. Tụi tôi vừa ngủ vừa chơi cũng thắng. Bớt đi, bớt đi. Bớt đi, thua đó. Ủa, không được, không được. Khiêm nhường, khiêm nhường, khiêm nhường. Khiêm nhường thôi. Lên, lên. Trời ơi, tập nào những cái phút này dùng nè. Rồi, rồi, dễ đi. Rồi chưa? Rồi, đã chuẩn bị. Rồi, từ từ đi. Nửa tiếng nữa bắt đầu. Tào lao, nhanh đi. Anh Long sắp xỉu rồi. Nè, rồi, coi đi. Nè, em lấy nè. Trời ơi, dễ nhanh vậy. Trời ơi. Cá. Mày cái hình thoi hay gì đó. Trời ơi, hình tam giác nè, hình thoi, hình tam giác nha. Cá, cá. Cá con bằng mũi cá ương. Con chạy cho mẹ trong đường con hư hả? Đúng chưa, đúng, la lên đó. Chưa, chưa. Cá, 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 cua bằng mũi con cá. Cái bánh bầu cua tôm cá. Cá là bánh bầu cua tôm cua. Bầu cua là tôm cá. Trời ơi, dễ dàng quá. Em cá nha anh không? Em cá. Không biết sao luôn, khó quá. Trời ơi. Giận cá chém hớt. Giận cá, giận cá chém hớt. Giận cá chém hớt. Giận cá chém hớt. Lê Vũ Lâm là thoái quá, đốt sống cổ nha. Em không có được qua nữa. Kẻ ngân, kẻ ngân. Nói đi. Đàn ông. Đàn ông. Một con trai gì? Cái gì vậy? Tên cái nào? Tên tao ăn kim hả? Còn người con gái giận lắm. Đi ra đây. Bên chưa bên dây, bên chưa bên dây. Tiếp 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 đi nào. Hình trái tim. Một túp liều chanh hai quả tim vàng. Đúng rồi. Tim gì vậy? Dạ. Một trái tim rồi đến gì nữa? Trái tim ngục tù. Trái tim ngục tù. Anh yêu em, anh yêu em như giữa rừng cây. Ủa, cái đó là gì vậy? Không sao làm đồng được á. Răng với trái tim đâu làm gì? Đổi ca anh Giang ơi, đau quá. Được không, được không? Trái tim là cái gì? Trái tim mùa đông hả? Trái tim tim là tâm, tâm là tim. Trả lên đi ơi. Phụ đi Giang ơi, bội quá anh Giang ơi. Trời ơi. Ba trái tim, ba trái tim. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Trái tim Phùng Nguyên, trái tim bị đau, trái tim bị tổn thương. Trời ơi, trong bài thi mà bị núi ngủ hình sơn đèo quá. Bắt đầu. Ây da, ây da, ây da, ây da. Trời ơi. Trời ơi. Anh vẽ cái gì đây? Cái môi, môi thổi đang lạnh. Qua, 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 đúng rồi. Anh vẽ cái... Lê đi ngân ơi, anh Giang ơi. Anh vẽ cái trái táo. Trái táo là gì ta? Táo hả? Táo với lại cái hình dương miệng. Ba là cái nến vàng mẹ. Cái bàn tay, cái bàn tay. Không được miêu tả nha. Anh vẽ cái gì vậy? Anh vẽ cái gì vậy? Bị rụng bị bà mà để bà ngửi với bà không ăn. Phải anh Giang đó. Cái táo. Cháu táo tròn. Cháu táo tròn. Cái táo. Bàn tay. Rồi gì nữa? Táo. Cái gì? Quả con táo. Chim. Con chim à? Quả táo con chim bay hả? À? Ăn chim bay. Rồi hết giờ. Hết giờ. Cái gì vậy ta? Quýt quýt dài của móng tay nhọn. Ừ, cứ nghĩ tới trái táo hoài. Với thử thách nét chữ nét người, đội chiến thắng là đội Đoàn Kết với tỷ số 2-1. Xin chúc mừng các bạn. Đội Đoàn Kết sẽ nhận được manh mối đầu tiên. Ủa khoan, vậy là sao? Thì người ta thua, người ta thắng mình thua thôi. Đừng đừng cho bên kia thấy, mình phải lên coi chứ. Thực ra mấy manh mối này cũng chưa chắc mình được lợi gì đâu. Cái gì vậy? Ủa, manh mối gì kỳ vậy? Ủa. Cho anh dưỡng sinh đi. Ừ, cái này là gì? Mình đi như thế rơi đầu luôn rồi kìa. Cái kia mình thắng một xe rồi, cái gì ma thay ma. Đá bình nhân. Quay nhau là vui thôi. Anh nói câu này là câu gì? Cái này là tâm thần. Lúc này cái miệng anh nói câu gì? Không nói cái gì á. Sao sao ngẫu tới đó?
Xin mời các đội di chuyển qua địa điểm khác để thu thập thêm manh mối. Go 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 go.